Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của bài học. Hôm nay, cô sẽ đến các em nội dung của phần tiếp theo. Tìm hiểu phong trào Tây Sơn. Mời các em chúng ta cùng nhau theo dõi. Ở trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy, hôm nay ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài 25 phong trào Tây Sơn phần tiếp theo. Chúng ta ghi cho cô tên đầu bài vào trong vở của mình. Bài 25 phong trào Tây Sơn mở ngoặc tiếp theo. Cô nhắc lại, bài 25 phong trào Tây Sơn mở ngoặc tiếp theo. Rồi, và chúng ta hãy quan sát vào trong màn hình. Rồi chúng ta sẽ ghi câu nhất. Nêu vắn tắt tiến trình khởi nghĩa Tây Sơn từ 1771 đến 1775. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ. Và câu hỏi chúng ta sẽ là: nêu vắn tắt tiến trình khởi nghĩa Tây Sơn từ 1771 đến 1785. Nào, bạn nào sửa sách kiến thức hôm trước được học, trả lời cô câu hỏi này nào. Hãy nêu vắn tắt tiến trình khởi nghĩa Tây Sơn từ 1771 đến 1785. Ai trả lời được nhỉ? Cô mời Thương trả lời cho cô. Sách khoa trang 19 đang nói như thế nào? Từ giữa thế kỷ thứ 18, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần, việc mua quan bán tước phổ biến, số quan lại ngày càng tăng, nhất là quan thu thuế. Có nơi trong một xã có tới 20 xã trưởng và hàng chục nhân thuế, gọi là tướng thần. Quan lại hào cường kết thành bè cánh, đàn áp bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ. Trên triều đình Phú Xuân, Trương Thúc Loan nắm hết quyền, tự xưng là phó quốc, quốc phó, tham nhũng. Nhà Bắc Lê Quý Đôn thế kỷ 18 có nhận xét: từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa trang trộn, lấy sự phú quý phong lưu để không lẫn nhau. Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo, hàng phí vô cùng. Trương Thúc Loan thu lại năm cửa nguồn, nhận của đút nót, vàng bạc châu báu, gấm vóc đầy nhà, vườn tơi tớ trâu ngựa không biết bao nhiêu mà kệ. Nông dân bị địa chủ cường hào lấn chiếm ruộng đất, nhân dân đồng bằng phải nộp nhiều thứ thuế, nhân dân miền núi phải nộp lâm thổ sản như ngà voi, sừng tê, mật ong, vân vân. Cuộc sống của người dân thì ngày càng cơ cực, lẫn bất bình oán giận của tầng lớp xã hội với chính quyền họ Nguyễn càng ngày càng dâng cao. Cuộc khởi nghĩa của Trần Lía đã bùng lên trong cảnh đó. Lía xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, là người gái giỏi võ nghệ. Lía tập hợp dân bảo nội chọn mây Bình Định là căn cứ, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Ở Bình Định đã truyền bài về chàng Lía. Lên yên thẳng xuống trùng đùng linh rang là kén đủ ngàn, thì hình lực chạy đánh ngang quân Bình đang lúc bao vây, chật đâu bị đánh xiết bao hãi hùng. Khởi nghĩa của Lía bị sập, nhưng hình ảnh chàng Lía quay trong lịch sử miền Trung. Ai vào Bình mà nghe thơ chàng Lía hát về Quảng Nam, trời chiều én lượng chuông mây, cảm thương chú Lía bị vây trong thành. Đấy là hoàn cảnh của đàng ngoại đàng trong. Tiếp đến bây giờ đó là khởi của Tây Sơn. Khởi Tây Sơn vào năm 1771, ba anh em là Nguyễn Huệ, Nguyễn Hồ lên vùng Tây Sơn Thượng Đạo, nay thuộc An Khê, Gia Lai, lập căn cứ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn. Tổ tiên anh Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn vốn quê ở Nghệ An, bị chúa Nguyễn và ở Đàng Trong khai khẩn hàng. Thuở ba anh em theo học ông Giáo Hiến, mất giáo bất mãn về chế độ đối lát đương thời. Thời lát đương thời. Tiếp đến là Nguyễn Nhạc xây lũy, lập kho tàng, luyện nghĩa quân. Nghĩa quân bào thiểu số ủng hộ lương thực ngựa voi. Khi nước đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn Hạ, lập căn cứ ở Kiên Mỹ, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, rồi mở rộng bằng rộng hợp
xuống vùng đồng bằng. Nghĩa quân lấy của người giàu chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế. Nông dân nghèo, đồng bào Chăm, đồng bào Bàn Là, vùng An Khê, nhiệt tình tham gia, thợ thủ công, thương nhân, kể cả hào mục các địa phương cũng nổi dậy hưởng ứng. Một số giáo sĩ phương Tây có mặt ở nước ta bấy giờ đã mô tả nghĩa quân Tây Sơn. Ban ngày, những người khởi nghĩa xuống các chợ, kẻ cơm, người mang cung tên, có người mang súng. Người ta gọi họ là những kẻ nhân đức đối với người nghèo. Họ muốn giải phóng người dân khỏi ách chuyên chế của vô quan. Đó. Vậy thì sau khi chúng ta hình dung đọc xong vậy, thì chúng ta thấy đi. Câu lời của chúng ta sẽ là đến 1771 khởi nghĩa bùng nổ, đúng không nào? 771 thì khởi nghĩa bùng nổ. 9873 Hạ Thành Nhân, đến 1777 lật đổ chính quyền Nguyễn, và 1785 đánh tan quân Thực Xiêm. Đó là cái quá trình, đúng không nào? Các bạn thể nhìn thấy lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống xâm lược ở đằng ngoài. Nhìn được đồ này bạn có hiểu? Nào, chúng ta có hiểu không nhỉ? Chúng ta phân tích cái gì ở đây? Này, lược đồ chính quyền họ Nguyễn nhé. Mùa thu năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn. Đó. Đây, chúng ta sẽ có mốc đầu tiên đúng không? Năm 1773 thì nghĩa quân đã kiểm soát phần lớn ở phủ Tây Sơn, phủ Quy Nhơn. Đến tháng 9 năm đó, nghĩa quân hạ được phủ thành. Chỉ trong vòng có bao lâu nhỉ? Các bạn còn nhớ được không? Trong vòng thời gian bao lâu? Nào, ai trả lời cô nhỉ? Cô mời Hương nào. Trong vòng bao lâu? Chỉ trong vòng có một năm thôi. Đó. Đến giữa năm 1774, nghĩa quân đã kiểm soát một vùng rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam. Đúng không nào? Đó. Đấy là như vậy. Đúng không nào? Tiếp đến, biết tin Tây Sơn nổi dậy, Chúa Trịnh đàng hoài với mấy vạn quân vào đánh chiếm Phú Sơn ở Huế. Chúa Nguyễn chống lại không nổi, vượt biển vào Gia Định. Nhá. Nghĩa quân Tây Sơn vào thế bất lợi, phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn. Phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn. Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh Nguyễn. Từ năm 1776 đến năm 1783, nghĩa quân Tây Sơn đã 4 lần đánh Gia Định. Trong lần tiến quân năm 1777, đây, các bạn đã nhìn thấy đây, đó, Vua Lê, Sông Danh, Nguyễn Huệ, ở Tây Sơn thì sao? Nguyễn Nhạc ở Gia Định thì gì? Nguyễn Lực, đó, sự phân chia đúng không? Thì ta đọc tiếp này. Trong lần tiến quân năm 1777, Tây Sơn đã bắt giết Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính họ Nguyễn ở đằng trong đến đây bị lật đổ nhá. Tiếp đến, các bạn có thể nhìn thấy đây. Các bạn hãy quan sát lại cái hình ở sách giáo khoa trang 123, đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống thế lực phong kiến. Thì bạn sẽ nhìn thấy là nghĩa quân đã gì? Cứ xâm lược của quân Xiêm. Tây Sơn tấn công, đúng không? Tây Sơn đã tiến công Phú Xuân, đúng không? Tiến công đi ra Nghệ An này, rồi ra Thanh Hóa này, tìm đánh được Thông, đúng không? Thăng Long. Đó. Từ Quy Nhơn đúng không? Ra Quảng Ngãi và Phú Xuân. Tiếp đến, đúng không nào? Bạn đã đẩy Nguyễn Ánh vào khu vực trong cùng. Rất là xa đúng không?
Sẽ vào tiếp phong trào Tây Sơn, tiết 53 và 54. Đây học tiếp nhé. 53, 54. Mãn Yêu Cô 4 La Mã, Tây Sơn đánh tan quân Thanh. 4 La Mã, Tây Sơn đánh tan quân Thanh. Và nội dung này sẽ có hai nội dung. Một đó là quân Thanh xâm lược nước ta. Và hai, Quang Trung đại phá quân Thanh 1789. Nhớ. Ta sẽ nội dung như vậy. Cùng nhau lại, nội dung thứ nhất đó là quân Thanh xâm lược nước ta. Thứ hai, hai đó là Quang Trung đại phá quân Thanh 1789. Chúng ta vào nội dung thứ nhất. 4 La Mã, Tây Sơn đánh tan quân Thanh. Các bạn hãy nhìn hình ảnh trên hình. Ở đây cô có hai hình ảnh, một đó là nghĩa quân Tây Sơn, thứ hai đó là chân dung của Ngụy Đại. Đúng nào? Ồ, chúng ta sẽ biết gì về hai hình ảnh này? À, biết gì về quân Tây Sơn? Ai trả lời cho cô? À, biết gì về quân Tây Sơn? Quân Tây Sơn nghĩa quân Tây Sơn. Nào. Không phải Sơn, ta phải tìm hiểu nghĩa quân trước nhỉ. Nghĩa quân. Đây rồi. Mùa xuân năm 1771, cơn bão táp cách mạng của ông Sơn và các tầng nhân dân dưới sự tổ chức lãnh đạo của bạn em Nguyễn Nhã, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ nổ ra ở ấp Tây Sơn, phủ Quy Nhơn, Bình Định. Đây là cuộc chiến tranh giai cấp quyết liệt nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Ngay từ đầu, nghĩa quân đã lấy khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo, chiêu tập hợp quần chúng áp bức. Từ căn cứ Sơn, nghĩa quân tiến xuống đồng bằng các làng xã, các huyện quan lại cường hào, ác bá bị trừng trị, của cải của chúng và lương thực của cải trong kho nước phong kiến bị thụ chia cho dân nghèo, mọi thứ thuế tuyên bố bãi bỏ, những người bị giam cầm trong nhà ngục được giải phóng. Nhân các địa phương nô nức tham gia khởi nghĩa, trong đó có cả các dân ở các thành thị, một số nhân sĩ tiến bộ, một số là hào hào lớn dưới đã sớm tham gia khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng vì khí thế hết sức mạnh mẽ. Mùa thu năm 1773, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn rồi tiến ra chiếm Quảng Ngãi, tiến vào giải phóng Phú Yên, Bình Thuận. Sau khi Bình tạm hoãn với quân Trịnh ở mặt Bắc để tập trung Nguyễn ở phía Nam, liên tục năm 1776, 177, 1778, 1782, 1785, 5 lần quân Tây Sơn tiến công vào Gia Định, cả 5 lần quân Tây Sơn, cả 5 lần quân Nguyễn đều thất bại, lực lượng bị tan rã phải chạy trốn ra các đảo, xa sống lưu vong bên đất Xiêm. Chính quyền họ Nguyễn cát cứ trên 200 năm bị đánh đổ. Trong phong trào Tây Sơn đã giải phóng hầu hết đàng trong. Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm can thiệp xâm lược từ tháng 6 1786, quân Tây Sơn chuyển hoạt động ra hướng Bắc. Trong vòng 10 ngày, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh tan 3 vạn quân Trịnh, mới vượt qua sông Danh tiến vào Phú Xuân của họ Nguyễn, giải phóng toàn bộ đất đàng trong. Thừa thắng, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Bắc. Tình hình Bắc Hà lúc này đang rối loạn, chính quyền Lê Trịnh mục nát cực độ, binh lính thì đang tan rã, lưu manh hóa và nội loạn. Quân Tây Sơn so với 1.000 chiến thuyền vượt biển đánh chiếm vùng Tam Định rồi tiến thẳng về giải phóng Thăng Long ngày 21 tháng 7 năm 1786. Như thế, chỉ chưa đầy một tháng, bằng cuộc tiến công vũ bão, quân Tây Sơn đã đập tan lực lượng quân sự của họ Trịnh.
lật đổ chính quyền họ Trịnh, tồn tại gần 300 năm, giải phóng đàng ngoài. Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn là sự quật khởi của các tầng lớp nhân dân bị áp bức đứng lên lật đổ các thế lực phong kiến, thống trị suy toàn, phản dân hại dân, đảm nhiệm sứ mệnh của dân tộc, khôi phục quốc gia thống nhất, đánh bại các quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập của đất nước. Để chúng ta tìm hiểu về nghĩa quân Tây Sơn, hay một cách khác đó là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Hình ảnh bên cạnh các em thấy đó là chân dung của Nguyễn Huệ. Vậy thì chúng ta hiểu biết gì về Nguyễn Huệ? Tìm hiểu về Nguyễn Huệ là chúng ta biết gì về Nguyễn Huệ? Quang Trung Nguyễn Huệ đúng không? Cái câu này rất là quen. Có điều là chúng ta biết gì về nhân vật lịch sử này đây? Chúng ta để ý nhá. Cô hình dung, cô sẽ giảng cho bạn nghe này. Nguyễn Huệ được sinh năm 1752 tại vùng Tây Sơn, phủ Quy Nhơn, nay là huyện Tây Sơn, Bình Định. Gốc người họ Hồ, thuở nhỏ tên là Thơm. Theo tác giả Hoa Bằng trong Quang Trung Anh Hùng Dân Tộc thì Nguyễn Huệ tóc quăn, da sần, mắt như chớp sáng, tiếng nói sang sảng như tiếng chuông, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, can đảm. Sách Tây Sơn Lược có miêu tả đôi mắt Quang Trung. Ban đêm khi ngồi không có đèn thì ánh sáng từ đôi mắt soi sáng cả chiếu. Năm 1771, ông cùng hai anh em là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ phất cờ khởi nghĩa. Năm 1777, mới có 25 tuổi đấy, nghĩa quân Tây Sơn đánh chiếm thành Quy Nhơn làm căn cứ địa tiến công giải phóng Đảng Trong. Sau 4 lần giải phóng Gia Định, Nguyễn Huệ đã tiêu diệt 2 vạn quân Xiêm do Nguyễn Ánh cầu viện tại Sạch Cầm Xoài Mút ngày 18 tháng 1 1785, đập tan chính quyền phong kiến ở Đàng Trong. Năm 1786, Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc đánh Bắc Hà và mau chóng lật đổ tập đoàn phong kiến họ Trịnh thống trị đã 300 năm, lập lại nhà Lê. Vì hèn kém, nhu nhược và để bảo vệ ngai vàng nên năm 1788, Lê Chu Thống cõng rắn cắn gài cổ viện quân Thanh. Vua Cản Long Thanh lợi dụng cơ hội để xâm lược nước ta. Cự Tôn Sĩ Nghị đem 20 vạn quân Thanh sang xâm chiếm nước ta. Được tin, Nguyễn Huệ làm lễ đăng quang tại núi Bần, lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi thống lãnh 10 vạn quân thủy bộ tiến ra Bắc Hà. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, với cuộc hành quân thần tốc, ông đập tan và quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi, giải phóng miền Bắc, ra khỏi ách xâm lược. Nguyễn Huệ đã phá tan mọi âm mưu câu kết của các thế lực phản động trong nước và ngoài nước, chuẩn bị kế hoạch tiến đánh Nguyễn Ánh đang quấy phá ở Gia Định. Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc, không những ông là một thiên tài quân sự mà còn xuất sắc về chính trị, ngoại giao, kinh tế. Là một vị tướng bách chiến bách thắng, trải qua 20 trận chiến đấu liên tục, Nguyễn Huệ đã đánh thắng hàng trăm trận và đánh đâu thắng đó. Càng về cuối đời, chiến đấu của ông thắng lợi càng huy hoàng, chiến công càng hiển hách. 72, Nguyễn Huệ từ trần. Đây là một tổn thất lớn cho phong trào Tây Sơn nói riêng và cho dân tộc Việt Nam ở cuối thế kỷ 18. Hình ảnh và công lao của ông còn sáng mãi trong câu thơ của Ngọc Hân công chúa: mà may áo xiết bao công trình. 1792, 1752. Ôi, người sống có 40 tuổi thôi á, trẻ quá nhỉ. Đó, đấy là chúng ta tìm hiểu về phong trào Tây Sơn, và đó là một cái người anh hùng dân tộc, đó là Nguyễn Huệ hay còn gọi Quang Trung, đúng nào? Vậy thì chúng ghi phải gì ở đây? Các bạn như cô quân sự một nhỏ quân Thanh xâm lược ta. Bốn La Mã, quân Tây Sơn đánh ta quân Thanh. Một quân Thanh xâm lược nước nhất là
hoàn cảnh. Câu hỏi đó là Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà, vua Lê Chiêu Thống có hành động gì? Đó. Đây cô câu hỏi đó là Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà thì vua Lê Chiêu Thống đã có hành động gì? Đọc sách giáo khoa trả lời cho cô. Đọc sách giáo khoa phần 1. Thể là được nhỉ? Các khoa có đấy. Đây này. Lê Chiêu Thống thế cùng Kiệt sai người sang cầu cứu nhà Thanh. Vua Thanh là Cản Long muốn nhân cơ hội này thực hiện âm mưu xâm lược nước ta để mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam. Cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm đạo tiến vào nước ta. Trước thế đặc ảo ạt, quân ta rút khỏi Thăng Long. Ngô Văn Sở và Ngô Thỉ Nhậm sai người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ biết đập phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Phòng tuyến có quân bộ đóng ở Tam Điệp Ninh Bình, quân thủy thì đóng ở Biện Sơn, gọi là Cựa Bạc Thanh Hóa ngày nay. Thủy bộ liên kết vững chắc tại Thăng Long, Tôn Sĩ cho quân lính cướp bóc nhà, giết người rất tàn bạo. Lê Chiêu Thống được nhà Thanh phong làm Thực ra chị là vua Bù Nhìn. Hằng ngày y tìm cách trả thù, báo oán tàn ngược. Nhân Thăng Long nói với ông, nước từ khi có vương đến nay chưa bao giờ thấy ông vua nào luôn cúi và đê hèn vậy. Được viết trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Tôn Sĩ Nghệ ăn chơi, nhân dân thăm và các vùng lân cận phải lùa bỏ lợn, có nơi còn phải cơm cỏ lôi nửa ngựa tự nhờ đồn lũy cho lòng căm thù quân cướp nước và vụ bán nước đã lên cao độ. Đấy, đây là mà sách ra nói như đúng không? Vậy thì chúng ta trả lời nhỉ? À, bạn nhìn cho cô này, Lê Chiêu Thống đã cầu cứu nhà Thanh nhá, cái nhà hành động đúng không? Đến thì em gì về vua Lê Chiêu Thống? Vua Lê Chiêu Thống đây nghe không đồng tình, đồng tình hay không? À, chúng ta đã vua đã bán nước hạ nhục mã đúng nào, chỉ vì quyền lợi của mà bắn giặc tổ quốc gây đau khổ cho nhân dân. Ta thể thấy rất là rõ điều này đúng không? Hành động bán nước cầu vinh hay là cả nhà đúng không? Của Lê Chiêu Thống không xuất phát từ bảo nước mà xuất phát từ lòng ích kỷ của bản thân đúng không? Muốn giữ được vị trí mình. Đó. Cái khác là giữ được sự sung sản thân mình mà đã đem đặt vào đất nước mình. Tiếp đến câu thứ sao nữa, bạn đó là về Thanh có bỏ qua cái này không và vì sao có bỏ qua không nhỉ? À, nhà Thanh không bao giờ bỏ qua, nhà Thanh không hề bỏ qua cơ hội này. Còn do vì đương nhiên muốn mở rộng lãnh thổ của mình đúng không ạ? Chả ai mà không có cơ hội để mở rộng lãnh thổ mình cả. Đây gì đấy, nhà Thanh xưa nữa là tại thế nào? Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân tiến vào nước ta và chia làm 4 đạo. Đúng không? Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân tiến vào nước ta và chia làm 4 đạo. Nhá. Đó. Đây, các bạn hãy quan sát và xác định cái hướng tiến công của quân Thanh. Quân Thanh đầu tiên là gì? Tiến qua Lạng Sơn, qua Yên Thế vào Thăng Long. Tiến qua Lạng Sơn, qua Yên Thế vào Thăng Long.
Đấy là một hướng. Thứ hai, qua Cao Bằng, qua Sơn, Tây và cũng tiến Thăng Long. Đấy là hướng thứ hai. Đúng rồi. Thứ ba, theo con sông Hồng, đúng là qua Tuyên Quang, qua Xây và đến với Long. Đấy ba hướng là quân Thanh đã tiến quân xâm lược nước ta trên bộ. Hướng thứ tư là trên thì đi qua khu vực bằng sông Hồng, đúng là tiến quân vào khu vực Hải Phòng nhé. Ừ, đấy là như vậy, đúng là đấy là cái hướng của quân Thanh. Năm bốn đúng là các bạn sẽ nhìn đạo một do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy Quảng Tây qua Lạng Sơn tiến Sơn, các bạn đã nhìn thấy đấy. Thứ nhất đây, theo đường Cao Bằng do Sầm chỉ huy đi qua Cao Bằng, đúng không, qua Tuyên Quang, đúng là hướng thứ ba theo đường Tuyên Quang, đường Tuyên Quang. Hướng thứ tư theo đường lên Hải Dương, đấy là đi theo đường biển, đúng là đó. Đấy là những cái đi đến Việt Nam như vậy, đúng là đó là các cuộc tiến công của nhà Thanh khi được nơi Chiêu Thống mời đến, đúng là ta gọi là hành động cắn nhà nhà. Lại cho cô bố nhé, cô đọc lại này. Thứ nhất, do Tôn Sĩ Nghị chịu đạo một huy từ Quảng Tây Lạng Sơn tiến đạo một do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy từ Quảng Tây qua Lạng Sơn tiến vào Lạng Sơn qua Quảng Tây tiến vào. Thì thứ hai, đạo hai, đạo hai theo đường Cao Bằng, theo đường Cao Bằng qua Sầm Nghiên Chịu, theo đường Cao Bằng do Sầm Nghi Đống chỉ huy, Sầm Nghi Đống chỉ huy theo đường Tuyên Quang, theo đường Tuyên Quang theo đường Tuyên Quang theo đường Quảng Ninh tiến vào Hải Dương, theo đường Quảng Ninh tiến vào Hải Dương. Đó. Các bạn hãy nhìn lại các hướng tấn công. Đấy là bốn đạo. Thứ nhất là tiến vào Lạng Sơn, thứ hai tiến vào Cao Bằng, thứ ba vào Tuyên Quang, thứ tư là tiến vào Hải Dương. Năm là bao vây chặt chẽ miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là khu vực kinh thành Thăng Long. Đúng. Là các tiến công của quân Thanh như vậy. Vậy các bạn thấy ghi lại cho cô. Hoàn cảnh ít nhất Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh, Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh, ý thứ hai năm 1788 Sĩ Nghị, Tôn Sĩ Nghị mới phản quân vào nước ta. Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. Hai vạn quân tiến nước ta. Bạn để nhìn lần nữa vào các hướng tiến quân. Tôn Sĩ Nghị đưa quân hướng thứ nhất tiến vào Thăng Long, Lạng Sơn. Hướng thứ hai đó là Sầm Nghi Đống. Sầm Nghi Đống. Hướng thứ ba, Ô Đại đi Tuyên Quang, đúng nào?
và hướng thứ tư đó là tiến vào hải dương. Đấy là những cái hướng tiến. Các em có thể quan sát trên màn hình, đây chính là hình ảnh nơi chiêu thống hội kiến Tôn Sĩ Nghị tại thành Thăng Long và là tranh mô tả. Bạn sẽ thấy được rằng là vua quan triều đình nhà Lê lúc đấy bây giờ đúng là đã cầu kiến nhà Thanh, và Tôn Sĩ Nghị đã đại diện nhà Thanh đem 29 vạn quân sang xâm lược nước ta. Đúng nào. Vậy thì em có nhận xét gì về sự chuẩn bị của chúng? Ở đây cô có câu hỏi đó là em có nhận xét gì về sự chuẩn bị của chúng? Ta nhận xét là gì nhỉ? À, đó sẽ giáo khoa xem. À, xem nào. Giáo khoa nói gì? À, trước sự thế sắc ảo ạt, quân ta rút khỏi Thăng Long, Ngô Văn Sở và Ngô Thị Nhậm sai người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ biết và gấp rút lập phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Phòng tuyến có quân bộ đóng ở Tam Điệp Ninh Bình, quân thủy đóng ở Biện Sơn, cờ bạc Thanh Hóa, thủy bộ liên kết vững chắc. Tại Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị cho quân lính cướp bóc, đốt nhà, giết người rất tàn bạo. Lê Chiêu Thống được nhà Thanh phong là An Nam Quốc Vương, thực ra chỉ là vua Bù Nhìn. Hàng ngày y tìm cách trả thù, báo oán rất tàn ngược. Người dân Thăng Long nói với nhau: nước Nam từ khi có đế đế vương đến bây giờ, chưa bao giờ thấy ông vua nào luồn cúi đê hèn như vậy. Tôn Sĩ Nghị suốt ngày ăn chơi, bắt nhân dân Thăng Long và các vùng lân cận phải nộp bò, lợn, lúa gạo. Có nơi còn phải nộp rơm cỏ nuôi nửa ngựa, dựng nhà cửa, đồn lũy cho giặc. Lòng căm thù quân cướp nước và lụa bán nước đã lên đến độ cao. Nào, người ta nhận xét được gì về sự chuẩn bị của bọn chúng đây? Lực lượng rất là mạnh đúng không? Gồm cả bộ binh, kỵ binh, thủy binh. Thứ hai là được, ý thứ hai đó là được bè lũ của Lê Chiêu Thống dẫn đường, ủng hộ lương thực, quân nhu, quân dụng. Và thứ ba, tướng giặc là những tên tướng giỏi, hiếu chiến, ham hở, muốn lập công lớn. Các bạn hãy ghi lại cho cô ba ý này vào trong vở của mình nhé. Cô đọc lại này. Ý thứ nhất, lực lượng mạnh. Lực lượng mạnh gồm bộ binh, kỵ binh, thủy binh. Yêu ấy. À. Các em ghi ở trong vở cho cô nhé. Nào. Ý thứ nhất, lực lượng mạnh gồm bộ binh, kỵ binh, thủy binh. Lực lượng mạnh gồm bộ binh, kỵ binh, thủy binh. Ý thứ hai, được bè lũ Lê Chiêu Thống dẫn đường. Được bè lũ Lê Chiêu Thống dẫn đường. Bè lũ Lê Chiêu Thống dẫn đường, ủng hộ lương thực, quân nhu, quân dụng. Ủng hộ lương thực, quân nhu, quân dụng. Được bè lũ Lê Chiêu Thống dẫn đường, ủng hộ quân nhu, lương thực, quân nhu, quân dụng. Ý thứ ba, tướng giặc là những tên tướng giỏi. Tướng giặc là những tên tướng giỏi, hiếu chiến, ham hở, muốn lập công lớn. Tướng giặc là những tên tướng giỏi, hiếu chiến, ham hở, muốn lập công lớn. Muốn lập công lớn. Đấy, đấy là về sự chuẩn bị của bọn chúng đúng không nào? Chúng ta có thể nhắc lại sự chuẩn bị đây là gì? Đó là lực lượng mạnh đúng không nào? 29 vạn quân bao gồm cả kỵ binh, thủy binh, bộ binh đúng không nào? Đó là đầy đủ các cái loại quân. Tiếp đến là được bè lũ Lê Chiêu Thống dẫn đường, được ủng hộ lương thực, quân nhu, quân dụng đúng không nào? Nghĩa là họ không cần phải lo lắng về quân nhu lương thực khi tiến đánh một quốc gia nữa. Bình thường khi quân giặc khi đánh ở đâu thì họ đều phải chuẩn bị lương thực đúng không? Vũ khí, đạn dược rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì ở đây lại còn được sự ủng hộ của chính quyền ở đây đúng không nào? Chính vì vậy mà họ không cần phải lo lắng gì về vấn đề quân nhu lương thực ở đây cả, rất là dễ đúng không nào? Tiếp đến là gì? À,
họ lại còn có những tên tướng giặc là những tên giỏi, tướng giỏi đúng không, hiếu chiến lại còn ham lập công đúng là đấy. Thì đấy là toàn bộ những cái thuận lợi mà quân Thanh thời điểm bây giờ có được đúng là đó. Đấy là chúng ta hình dung về sự chuẩn bị của quân giặc. Vậy các bạn thấy ghi cho cô phần hoàn cảnh này, cô đọc bạn ra ghi nhé. Hoàn cảnh chúng ta sẽ có ý lớn nhất là hoàn cảnh, em ghi vào hoàn cảnh sẽ có ba ý lớn. Ý đầu tiên, Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh. Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh. Ý thứ, Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh. Ý thứ hai, ý thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm Mậu Thân. Ngày 28 tháng 10 năm Mậu Thân. 28 tháng 10 năm Mậu Thân, bỏ ngoặc 1788. 1788. Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân. Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến vào nước ta. Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân chia làm 4 đạo tiến vào nước ta. Ý thứ ba, quân Thanh chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Quân Thanh chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Chúng quyết tâm cướp nước ta. Quân Thanh chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Chúng quyết tâm cướp nước ta. Chúng quyết tâm cướp nước ta. Đó. Vậy thì chúng ta đã hình dung được về hoàn cảnh đúng không? Hoàn cảnh mà quân Tây Sơn đánh tan quân Minh, hay nói cách khác đó là hoàn cảnh quân Mệnh Thanh sang xâm lược nước ta, đúng không? Không phải ngẫu nhiên mà quân Thanh sang xâm lược Việt Nam chúng ta thời điểm bấy giờ, mà là do nhà Lê, đặc biệt đó là vua Lê Chiêu Thống đã mời quân Thanh sang giúp để dẹp loạn quân Tây Sơn, đúng không? Người ta gọi đấy là hành động cóng rắn cắn gà nhà của vua Lê Chiêu Thống thời điểm bấy giờ. Đấy, các bạn dùng cho cô như vậy nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo. Trước âm mưu xâm lược trắng trợn của nhà Thanh và trước thế giặc mạnh, quân Tây Sơn đã hành động như thế nào? Câu hỏi đó là: trước âm mưu xâm lược trắng trợn của nhà Thanh và trước thế giặc mạnh thì quân Tây Sơn đã có hành động như thế nào? Nào, đọc sách giáo khoa trả lời cho cô nào. Đọc sách giáo khoa đi. Cô mời Minh. Minh đọc sách giáo khoa trả lời cô nào. Quân Tây Sơn làm gì nhỉ? Ở lại hay là rút lui? Rút lui đúng không? Trước thế giặc mạnh thì quân Tây Sơn đã chủ động rút lui khỏi thành Thăng Long. Sau rồi làm gì nữa nào? Họ làm gì nữa? Họ làm gì nữa? Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm thì sai người về Phú Xuân đúng không? Báo tin cho Nguyễn Huệ để từ đó làm gì nhỉ? Lập ra phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn đúng không nào? Đó, đấy là tạo ra sự liên kết thủy bộ một cách vững chắc nhá. Đấy là sự chuẩn bị của chúng ta đúng không nào? Các bạn thể hình dung đó là quân Tây Sơn đã rút khỏi Thăng Long, xây dựng phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn và cho người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ. Đó, đây là những cái việc làm của quân Tây Sơn trước cái thế giặc mạnh của nhà Thanh, được chưa nào? Các bạn hãy ghi vào cho cô. Chúng ta sẽ có ba ý nhé. Quân Tây Sơn rút khỏi Thăng Long. Ý thứ nhất đó là quân Tây Sơn rút khỏi Thăng Long. Rút khỏi Thăng Long. Ý thứ hai, xây dựng phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Xây dựng phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Quân Tây Sơn xuất khỏi Thăng Long, xây dựng phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Tam Điệp Biện Sơn. Ý thứ ba,
cho người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ. Cho người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ. Cho người về Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ. Đó, đấy là những việc làm của quân Tây Sơn. Và nói khác lại, đó là những hành động của quân Tây Sơn trước cái thế giọng mạnh, đúng nào, của quân Thanh. Vậy thì chúng ta sẽ ghi tiếp cho cô ý lớn thứ hai, sự chuẩn bị của quân ta. Dù sao thứ hai, đó là sự chuẩn bị của quân ta. Sự chuẩn bị của quân ta. Ý thứ nhất, rút lui khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng. Rút lui khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng. Rút lui khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng. Ý thứ hai, lập phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Lập phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Đó, đấy là hai sự chuẩn bị của quân ta, đúng nào. Tiếp đến, ở đây cô có một phần thảo luận nhóm tiếp theo với yêu cầu của chúng ta sẽ là các bạn chuẩn bị cho cô thảo luận trong vòng 2 phút trả lời cô câu hỏi, đó là việc quân ta rút khỏi Thăng Long có ý kiến cho rằng đó là thua, là hèn nhát. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Nào, câu hỏi như vậy, các bạn chúng ta tiến hành thảo luận nhóm. Các bạn có thể thảo luận trong bàn nhé. Nghĩa là hai bạn trong bàn thảo luận với nhau, đánh giá cho cô về cái ý kiến này. Việc quân ta rút lui khỏi Thăng Long có ý kiến cho rằng đó là thua, là hèn nhát. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Nào, trả lời đi. Sao các bạn tiến hành thảo luận? À, việc quân ta rút khỏi Thăng Long có ý kiến cho rằng đó là thua, là hèn nhát. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Bạn đồng ý không? Cô mời Huỳnh nào. Huỳnh có đồng ý không? Huỳnh có đồng ý với... À, Huỳnh không đồng ý. Tại sao? Vậy em cho thằng đó có phải là thua không? À, đó không phải là thua đúng không? Vậy em không đồng ý. Tại sao lại như vậy? Có giải thích được không nhỉ? À, bạn Huỳnh trả lời rằng bởi vì quân Thanh lúc đó rất là mạnh đúng không? Chúng ta lại chưa có sự chuẩn bị kỹ càng thì chúng ta không nên đối đầu với quân giặc mạnh đúng nào? Trong khi chưa có sự chuẩn bị. À, đấy là quan điểm của bạn Huỳnh nhá. Chúng ta sẽ chắc câu trả lời là à, nó không phải là hèn nhát, không phải do hèn nhát, sợ giặc. Và đây là một kế hoạch sáng suốt và chu đáo. Tại sao là như vậy? Vì bảo toàn lực lượng, quân Thanh quá đông, hung hăng, còn quân ta chỉ có vài vạn, đúng không? Cái thứ hai đó là làm kiêu lòng địch. Và ý nói thứ hai đó là tránh thế mạnh của giặc lúc đầu và chờ thời cơ. Đó. Các bạn thấy ghi lại cô những ý này vào trong vở của mình, được chưa nào? Chúng ta sẽ có hai ý lớn. Ý lớn thứ nhất đó là không phải do hèn nhát, sợ giặc. Không phải do hèn nhát, sợ giặc. Hèn nhát, sợ giặc. Đây là một kế hoạch sáng suốt và chu đáo. Không phải do hèn nhát, sợ giặc. Đây là một kế hoạch sáng suốt và chu đáo. Phải sáng suốt và chu đáo. Vì giúp bảo toàn lực lượng. Giúp bảo toàn lực lượng. Quân Thanh quá đông, hung hăng. Quân Thanh quá đông, hung hăng. Quân ta chỉ có vài vạn. Quân Thanh quá đông, hung hăng. Còn quân ta chỉ có vài vạn.
Con ta chỉ có vài vạn. Ý nhỏ thứ hai, làm kêu lòng địch. Làm kêu lòng địch. Kêu định. Tiếp đến. Tránh thế giặc mạnh. Tránh thế giặc mạnh. Và chờ thời cơ. Tránh thế giặc mạnh, chờ thời cơ. Kinh quá. Đấy chính là lý do như vậy đúng nào. Tiếp đến, các bạn thể nhìn cho cô vị trí của phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Các bạn thể quan sát trên hình nhé. Chúng ta có phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Các em có nhìn thấy được không nhỉ? Đây. Quân Thanh đến nước ta qua bốn đường đúng nào. Một đó là do Tôn Sĩ Nghị đi qua Lạng Sơn đúng nào. Thứ hai đó là Sầm Nghi Đống đi qua Cao Bằng. Thứ ba là Ô Đại Kinh đi qua Tuyên Quang đúng nào. Thứ tư đó là Trương Triệu Long đi qua Hạ Long, Quảng Ninh đúng rồi. Đấy là bốn đường mà quân Thanh đã tiến vào nước ta. Và quân Tây Sơn đã rút về xây dựng phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn. Đây, phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn ở khu vực Thanh Hóa. Các em thể nhìn thấy rất là rõ đúng không nào. Đấy. Sau đó thì chúng ta đã rút lui khỏi Thăng Long. Quân chúng ta đã rời khỏi Thăng Long nhé. Rời khỏi Thăng Long đi về Tam Điệp, rồi rút về Phú Xuân đúng nào. Đây. Và xây dựng phòng tuyến ở Tam Điệp để làm gì nhỉ? Đánh trả đúng không? Vậy câu hỏi đó là vì sao? Vì sao Nghĩa quân lại lập phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn? Vì sao Nghĩa quân lại lập phòng tuyến ở Tam Điệp Biện Sơn? Nào, ai trả lời được câu hỏi? Nào, lý do? Vì sao nhỉ? Hả? Vì nó có hai lý do. Một là phòng tuyến có chiều sâu, liên kết được thủy bộ một cách vững chắc. Ý thứ hai đó là là bàn đạp cho quân Tây Sơn hội quân và tấn công ra Thăng Long diệt quân Thanh. Có hai lý do đơn giản như vậy đúng không? Bạn hình dung được hai lý do này không? Lý do thứ nhất đó là phòng tuyến có chiều sâu, liên kết thủy bộ một cách vững chắc đúng nào. Thứ hai đó là làm bàn đạp cho quân Tây Sơn hội quân và tấn công ra Thăng Long đúng nào. Hôm ta ghi lại câu hỏi ý này vào trong vở của mình nhé. Đừng tập theo dáng. Nào, ghi lại cho câu hỏi ý này. Ý thứ nhất, phòng tuyến có chiều sâu, liên kết thủy bộ vững chắc. Phòng tuyến có chiều sâu, liên kết thủy bộ vững chắc. Ý thứ hai, Làm bàn đạp cho quân Tây Sơn. Làm bàn đạp cho quân Tây Sơn hội quân và tấn công ra Thăng Long diệt quân Thanh. Là bàn đạp cho quân Tây Sơn hội quân. Quân Tây Sơn hội quân và tấn công ra Thăng Long diệt quân Thanh. Và tấn công ra Thăng Long diệt quân Thanh. Câu hỏi tiếp theo đó là thái độ của quân Thanh với Lê Chiêu Thống khi vào Thăng Long như thế nào? Đó, các bạn hãy trả lời cô. Đó là thái độ của quân Thanh và Lê Chiêu Thống khi vào Thăng Long như thế nào? Lưu ý cho cô đó là thái nhất là khi chúng vào được Thăng Long một cách dễ dàng. Chúng đã có thái độ gì? Ai trả lời cho cô câu này? Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?
Tại Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị cho quân cướp bóc, đốt nhà, giết người rất tàn bạo. Đúng là Lê Chiêu Thống thì được nhà Thanh phong làm An Nam quốc vương, và nhưng thực ra thì chỉ là vô bù nhìn. Đúng là hàng ngày thì y tìm cách trả thù, báo oán rất tàn ngược. Người dân Thăng Long nói với nhau, nước Nam từ khi có đế có vương đến nay chưa bao giờ thấy ông vua nào lườn cúi đê hèn như vậy nhá. Đấy. Còn Tôn Sĩ Nghị thì suốt ngày ăn chơi, bắt dân ta phải và các vùng lân cận phải lộp bò, lợn, lúa gạo. Có nơi còn phải lợp rơm cỏ, nuôi nửa ngựa, dựng nhà cửa, đồn điền, đồn lũy cho giặc. Lòng căm thù quân cướp nước và nụ bán nước đã lên đến cao độ. Đấy, đúng nào. Vậy thì bạn đã trả lời được đấy chưa cô nào? Đó, quân Tây Sơn đã làm gì? À, quân hay nghĩa hung hăng đúng nào, hung hăng kiêu ngạo, giết người cướp của. Tại Thăng Long thì quân Thanh ra sức cướp bóc, đốt nhà, giết người rất tàn bạo. Lê Chiêu Thống thì tìm mọi cách để trả thù, đúng nào, tìm mọi cách để trả thù, báo oán rất tàn ngược. Các bạn hãy ghi lại những ý này vào vở của mình cho cô nhé. Chúng ta ghi vào đi. Quân Thanh hung hăng kiêu ngạo. Quân Thanh thì hung hăng kiêu ngạo, giết người cướp của. Giết người cướp của. Giết người cướp của. Tại Thăng Long. Tại Thăng Long, quân Thanh ra sức cướp bóc, đốt nhà. Tại Thăng Long, quân Thanh ra sức cướp bóc, đốt nhà, giết người rất tàn bạo. Giết người rất tàn bạo. Giết người rất tàn bạo. Lê Chiêu Thống tìm cách trả thù. Lê Chiêu Thống thì tìm cách trả thù. Tìm cách trả thù. Báo oán rất tàn ngược. Tìm cách trả thù, báo oán rất tàn ngược. Đó. Đấy là về thái độ của quân Thanh và Lê Chiêu Thống khi vào Thăng Long là như vậy, đúng không nào? Các em có thể đọc lại cái đoạn văn ở trong sách giáo khoa, người ta đã viết như thế này. Đúng không nào? Tôn Sĩ Nghị và bè lũ tướng lĩnh ngày ngày chơi bời tiệc tùng, không hề để ý việc quân. Tôn Sĩ Nghị còn ngạo mạn tuyên bố, giặc đang gầy mà ta đang béo, hãy để chúng tự đến nộp thịt. Còn quân lính thì bỏ cả đội ngũ, đi lại lang thang không có kỷ luật gì cả. Có kẻ đi ra khỏi thành đến hơn 10 dặm để kiếm củi đun, có kẻ đi tới các chợ búa dân gian để buôn bán, hàng ngày đi tối về, sớm đi tối về, xem như việc bình thường. Cho lính cướp, đốt, giết rất tàn bạo, chủ quan, kiêu ngạo, tàn ác. Lê Chiêu Thống một mặt thì luôn cúi đê hèn, hàng ngày tới hầu hạ Tôn Sĩ Nghị, nghe y truyền bảo việc quân, việc nước, phải dùng niên hiệu Càn Long trên mọi giấy tờ. Mặt khác, hắn tìm cách trả thù, báo oán, đặc biệt với những người có quan hệ qua lại với Tây Sơn, hèn nhát và nhẫn tâm. Đúng không? Đấy. Các bạn hình dung được cái phần kiến thức này không nhỉ? À, Tôn Sĩ Nghị và bè lũ thì sao? Nào, chúng ta hình dung lại nhé. Tôn Sĩ Nghị và bè lũ tướng lĩnh áo tắm. Tôn Sĩ Nghị và bè lũ. Tôn Sĩ Nghị và bè lũ tướng lĩnh ngày ngày chơi bời tiệc tùng. Tôn Sĩ Nghị và bè lũ tướng lĩnh ngày ngày chơi bời tiệc tùng.
Ngày ngày chơi bài tiệc tùng. Chơi bài tiệc tùng, không hề để ý việc quân. Không hề để ý việc việc quân. Không hề để ý việc quân. Tôn Sĩ Nghị còn ngạo mạn tuyên bố. Tôn Sĩ Nghị còn ngạo mạn tuyên bố. Ngạo mạn tuyên bố. Giặc đang gầy mà ta đang béo. Giặc đang gầy mà ta đang béo. Đang gầy mà ta đang béo. Hãy để chúng đến tự nộp thịt. Hãy để chúng đến tự nộp thịt. Để chúng đến tự nộp thịt. Còn quân lính thì quân lính thì bỏ cả đội ngũ. Quân lính thì bỏ cả đội ngũ. Bỏ cả đội ngũ. Bỏ cả đội ngũ. Đi lại lang thang không có kỷ luật. Đi lại lang thang không có kỷ luật. Không có kỷ luật. Có kẻ đi xa khỏi thành đến hơn 10 dặm. Có kẻ đi xa khỏi thành đến hơn 10 dặm để kiếm củi đun. Để kiếm củi đun. Có kẻ đi tới các chợ búa dân gian. Có kẻ đi đến chợ búa để dân gian. Hàng ngày đi sớm về tối. Sớm đi tối về xem như việc bình thường. Xem như việc bình thường. Cho lính cướp đốt giết rất tàn bạo. Cho lính cướp đốt giết rất tàn bạo. Chủ quan kiêu ngạo tàn ác. Mặt khác, còn Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống một mặt thì luôn cúi. Lê Chiêu Thống một mặt thì luôn cúi. Đê hèn. Một mặt luôn cúi đê hèn. Luôn cúi đê hèn. Hàng ngày tới hầu hạ Tôn Sĩ Nghị. Hàng ngày tới hầu hạ Tôn Sĩ Nghị. Nghe y truyền bảo việc quân, việc nước. Nghe y truyền bảo việc quân, việc nước. Truyền bảo việc quân, việc nước. Phải dùng niên hiệu Càn Long trên mọi giấy tờ. Phải dùng niên hiệu Càn Long trên mọi giấy tờ. Càn Long trên mọi giấy tờ. Mặt khác. Mặt khác, hắn tìm cách trả thù. Hắn tìm cách trả thù. Với những người có quan hệ qua lại với Tây Sơn. Với những người có quan hệ qua lại với Tây Sơn. Từ đó thể hiện sự hèn nhát và nhẫn tâm.
thể hiện sự hèn nhát, nhẫn tâm. Hèn nhát, nhẫn tâm. Đó. Thì chúng ta hình dung đó là gì? Sau khi quân Thanh hay là khác là Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống vào được Thăng Long một cách dễ dàng, thì chúng đã bộc lộ nó rõ bản chất của mình, đúng là một bên thì chủ quan, kiêu ngạo, tàn ác, còn bên thì là hèn nhát và nhẫn tâm. Đó, nó thể hiện cho bản tính của những quân như vậy, đúng không?